Hello anh em, GC Channel đã trở lại rồi đây. Jet là một đặc vụ được nhiều người biết đến là sở hữu bộ tóc trắng như tuyết, đi kèm trên người là bộ dao găm, toát ra sự lạnh lùng của một sát thủ đích thực. Đây là những cái mình đọc trong sách giáo khoa ra đấy, chứ anh em nghĩ như thế nào mà lạnh với chả lùng. Tôi thì tôi chỉ thấy xinh thôi, vợ tôi nhá, vợ tôi. Jet là minh chứng cho tất cả những gì liên quan đến sự nhanh nhẹ. Cô nàng có khả năng đối đầu trực diện và tránh bị bắn trả, điều giúp Jet ở một đẳng cấp rất khác biệt so với các agent còn lại. Hoặc là do tôi nghĩ thế. Bỏ qua các cơ chế trong trò chơi của đặc vụ này, liệu các anh em chơi Jet đã lâu có dám tự tin khẳng định bản thân hiểu biết hết về đặc vụ này? Nếu chưa thì video này sẽ cung cấp một rổ thông tin dành cho anh em đây. Thôi, không làm mất thời gian nữa, hãy cùng nhau tìm hiểu những sự thật mà không phải ai cũng biết về Jet nào. Let's go! Giống như hàng tỷ video những sự thật vô dụng về một nhân vật nào đấy mà anh em xem trên mạng, thì chúng ta bắt đầu với tên cúng cơm của Jet nào. Theo những nguồn tin tràn lan ở trên mạng thì tên thật của Jet là Han Sang-woo hoặc là Sang-woo Han, tùy theo anh em thích đọc cái kiểu gì cũng được. Trong quá trình phát triển của Valorant, tên mã của Jet khi con game này vẫn còn được gọi là Project A thì cô nàng này được gọi là Woosh, Wushu và Hawk. Thề với anh em luôn nhé, đọc xong mấy cái tên này mình thấy nó meo liên quan gì đến Jet cả. Mình chắc chắn với anh em một điều rằng không phải ai cũng biết về toàn bộ các sự việc diễn ra trong Valorant, cũng như tại sao các đặc vụ lại chiến đấu với nhau như thế, đúng không? Và sau đây là tóm tắt ngắn gọn dành cho anh em. Mọi thứ thay đổi sau khi sự kiện First Light xảy ra. First Light là một sự kiện bí ẩn đã giúp giải phóng tiềm năng của Radiant Knight, một thứ cải tiến công nghệ hiện đại. Lúc đầu, nó được sử dụng như một nguồn năng lượng sạch và an toàn. Nhưng rồi những nhà khoa học phát hiện ra rằng thứ này có tiềm năng lớn hơn thế rất nhiều. Sự kiện First Light cũng khiến một số người có được sức mạnh và trở thành những cá nhân có siêu năng lực. Những khả năng này đến từ việc phơi nhiễm một thời gian dài với Radiant Knight. Đây là lý do tại sao những con người siêu việt được gọi là Radiants. Một trong những Radiant này chính là Jet. Sức mạnh của Jet cho phép cô điều khiển gió, sử dụng nó để đẩy bản thân hoặc các vật thể khác bay lên, ví dụ như là Smoke hoặc các thanh Kunai đến từ chiều cuối. Nói qua về nguồn gốc sức mạnh của Jet vậy là đủ rồi. Nếu anh em có hứng thú sâu hơn, hãy xem video cốt truyện về Jet mà chúng mình đã làm trên GC Channel nhé. Hiện tại, nhà phát triển vẫn không có bất kỳ đề cập cụ thể nào về độ tuổi chính xác của Jet trong cốt truyện về cô nàng này. Tuy nhiên, được biết Jet là một trong những đặc vụ trẻ nhất trong Valorant Protocol. Và theo những thông tin đó, chúng ta có thể suy đoán rằng Jet có độ tuổi rơi vào khoảng từ 20 đến 25 tuổi. Đây có lẽ là lý do tại sao khi nghe các lời thoại của cô nàng này trong game, chúng ta có thể thấy đặc vụ này rất hay có những câu nói mà như nhiều anh em hay nói là trẻ trâu và bốc đồng. Theo những chia sẻ đến từ Riot Games, Jet là đặc vụ có gốc gác Hàn Quốc và sinh ra ở thủ đô Seoul. Cô có cha mẹ là người Hàn Quốc, mà cụ thể ở đây là người Mỹ lai Hàn. Vì có cha mẹ đều là người gốc Á, nên Jet sở hữu vẻ đẹp đậm chất của mấy Nuna Idol Hàn Quốc. Chứ nếu mà Jet lai Mỹ nhiều hơn thì chúng ta lại được thấy một đặc vụ tóc vàng mũi cao, chứ không phải là vợ quốc dân như bây giờ đâu. Còn về việc Jet được sinh ra như thế nào, thì theo như chúng mình tìm hiểu được thì cha mẹ của cô nàng này đã gặp nhau tại một trường chuyên về ẩm thực tại Hàn Quốc. Và như những drama tình cùm ở trên mạng, thì anh em có thể tự tưởng tượng ra những gì sẽ diễn ra sau đó rồi nhé. Vì đã theo học bài bản chuyên ngành về ẩm thực, nên cha mẹ của Jet đều là những đầu bếp giỏi và cả hai đều sở hữu nhà hàng nổi tiếng. Họ sở hữu một chuỗi nhà hàng kéo dài từ Hàn Quốc qua đến Mỹ, nên do đó Jet đã từng có một thời gian khá dài sống tại Hàn trước khi quay trở lại xứ cờ hoa. Jet là một cô nàng có một sự tự tin cao ngút trời, nhưng đôi khi sự tự tin này lại dẫn đến đôi lúc Jet vô cùng tự mãn với khả năng của bản thân. Về cơ bản, cô nàng này là một con người rất vô tư và thích làm trước rồi nghĩ sau. Với tính cách hướng ngoại và hòa đồng nên Jet rất được yêu quý bởi các đặc vụ khác. Ngay cả một người khó tính như là Reyna cũng không thể nào ghét được đặc vụ người Hàn Quốc. Tuy nhiên, vì tính cách có phần trẻ trâu và thiếu suy nghĩ, nên nhiều lúc những người đồng đội của Jet phải rất vất vả để xích cô nàng này ngồi yên một chỗ. Mặc dù Jet thường thích làm mọi việc theo cách của mình và không giỏi làm việc theo nhóm, nhưng sau nhiều nhiệm vụ cùng với những người đồng đội, Jet đang dần bớt những hành động bất não và hành động với các agent khác như một đội đúng nghĩa. Cô nàng không ngừng cổ vũ đồng đội của mình và nâng cao sự tự tin cũng như tinh thần của họ. Có rất nhiều tương tác thoại trong trò chơi khi mà Jet không tiếc lời khen dành cho những đồng minh tại thời điểm họ có một màn thể hiện tốt trong trận đấu, như là Reyna, chết tiệt, bà chị cứ làm tốt thế này làm sao tôi theo kịp. Ai chà chà, Sage làm tốt lắm. Hay
đây chính là đồng đội của tôi đấy, nghiền nát bọn họ đi cô gái. Dù có là sự trưởng thành như mình vẫn nói ở trên, nhưng trẻ trâu mà. Vậy nên Jet đôi khi cũng có những pha trash talk rất khét và cực kỳ thích buông những lời móc mỉa về phía kẻ thù của mình. Chắc chắn anh em sẽ không dưới một lần nghe những lời nói này của Jet trong trò chơi. Các ông nghĩ mình có thể bắt bớ được tôi à? Tôi đang đùa với ai đây? Bạn biết bạn không thể theo kịp tôi mà. Hay như là điều này thật thú vị, ai cần phải đi luyện tập làm gì trong khi có cả đống mấy con bot đang chạy trước mặt rồi. Hey, đúng là bản tính trẻ trâu thì mãi mãi không thể mất đi được. Nếu anh em đã từng thắc mắc Jet là một nhân vật phản diện hay không, thì mình xin trả lời là không. Jet không xấu xa. Cô nàng này có thể kiêu ngạo, cứng đầu và đôi khi hơi kiêu ngạo quá mức, nhưng đặc vụ này không phải là nhân vật phản diện. Jet còn rất trẻ trâu và thiếu kinh nghiệm so với các đặc vụ khác hay thường xuyên trash talk trong mặt đối thủ. Nhưng điều đó không có nghĩa Asian người Hàn Quốc là một nhân vật phản diện. Đó chỉ đơn giản là một phần tính cách của cô ấy mà thôi. Mặc dù bản thân Jet không phải là một phản diện, nhưng Jet ở một trái đất khác thì chắc chắn là người xấu anh em nhé. Trong cốt truyện được xây dựng trong Valorant, có một nơi được gọi là Omega Earth, hay còn được gọi là Mirror Earth, hay là trái đất 2. Omega Earth về cơ bản là một bản sao của trái đất ban đầu được giới thiệu trong Valorant. Trái đất mà chúng ta sinh sống này được gọi là trái đất 1 hoặc là Alpha Earth. Phiên bản Jet của Omega Earth đã đặt và kích nổ Spy ở Venice. Điều này đã gây ra sự hỗn loạn lớn trên thế giới và Jet tại trái đất 1 đã bị đổ lỗi vì điều đó. Vậy nên, nhiều anh em xem trailer không nghe tiếng giống mình ban đầu sẽ tưởng rằng Jet là một kẻ hủy diệt tàn phá cả một vùng đất. Chốt lại nhá, vợ tôi không phải người xấu. Sinh thế này mà làm sao Riot lại cho làm phản diện được? Như anh em đã biết, xuyên suốt các cốt truyện nhân vật hay là trailer của Valorant, Jet và Phoenix luôn có những hành động và lời nói như thể đang tán tỉnh nhau vậy. Thông qua những câu thoại tương tác trong trận đấu thì có vẻ như Jet và Phoenix có mối quan hệ khá thân thiết. Một số anh em có thể nghĩ rằng hai đặc vụ này có mối quan hệ trên cả mức độ bạn bè thân thiết. Tuy nhiên, trên các diễn đàn của Valorant đều không có thông tin về điều này. Ngay cả khi được hỏi trực tiếp thì nhà phát hành Riot Games cũng không nói về nó giống như câu chuyện của Raze và Killjoy. Nói chung là theo mình thì cả hai đặc vụ này đều có tính cách rất hướng ngoại và cởi mở. Do đó, họ vô cùng thân thiết và thoải mái trong những hành động và lời nói với nhau. Đây là lý do tại sao một số người chơi đã nghĩ rằng họ đang tán tỉnh hoặc hơn nữa là đang yêu nhau. Jet thường gọi Phoenix là người có khuôn mặt xinh đẹp hoặc là một chàng trai xinh xắn. Điều này đơn giản không gì khác hơn là một lời nói đùa thân thiện. Một trong những câu nói đùa khác của họ bao gồm việc Jet yêu cầu chiếc áo khoác của Phoenix khi anh ta lỡ có hy sinh. Phoenix sau đó đáp lại bằng một câu châm biếm: "À, đừng như vậy mà, cô em còn muốn thêm cả đôi giày của tôi nữa đúng không?" Ngoài những câu đùa ra thì cả Jet và Phoenix cũng không thiếu những lời động viên nhau như là: "Nào Jet, tôi và bạn, chúng ta là một cặp đôi bất bại, làm thôi nào." Hay như: "Yo Phoenix, đi ông anh vừa làm thật điên rồ." Và vừa rồi là tất cả những sự thật vô dụng mà chúng mình muốn mang tới cho anh em về đặc vụ quốc dân Jet. Trong video tiếp theo, anh em muốn chúng mình cung cấp thông tin về đặc vụ nào nhỉ? Hãy comment xuống phía bên dưới nhé. À, cũng đừng quên like, share và subscribe, cũng như bấm nút chuông thông báo để không bỏ lỡ bất kỳ video nào mà chúng mình sẽ ra trong tương lai. Còn bây giờ, cảm ơn anh em đã xem hết video. Tạm biệt và hẹn gặp lại anh em trong những lần sau nhé. Bye bye!